Kinh Đại Thừa càng học càng thích Cho nên Kinh Giáo Người xưa nói tu tập suốt đời là rất quá lý Một bộ Kinh học một lần học không được Dù ít Đó không phải là quý vị Hoàn toàn không liên quan với quý vị Học mỗi bộ kinh Bộ kinh này ít nhất học 10 lần Như thế nào gọi là học 10 lần Là giảng 10 lần Quý vị mới thật sự có chút tâm đắc Quý vị mới có thể thật sự sửa đổi những tập khí của mình Thời đại này của chúng ta Người hoàng pháp ít rồi Nhân duyên là gì? Bởi không chuyên cần học kinh giáo Nhiều vị pháp sư trẻ Học kinh qua một lần Nhắc đến đầu cùng nói Tôi học qua rồi Dù ít Người xưa học một bộ kinh Ít nhất cũng là năm, năm mười năm họ có thể đạt được tam muội họ có thể khai ngộ học một lần hai lần ba lần vô ích nhất là xã hội hiện nay xã hội hiện nay làm cho con người hiện đại trở nên nóng nảy nóng nảy là chướng ngại lớn nhất trong việc học phật pháp phật bồ tát đến dạy quý vị quý vị không thể tiếp nhận như ở đây nói quý vị không thể khế nhập cách học này người xưa có câu trong A Lại Gia Trong hạt giống Phật Pháp Đời này không khởi tác dụng Đại Thừa Kinh Hoa Nghiêm nghe một lần Kinh Vô Lượng Thọ nghe một lần Rất tốt Trong thức A Lại Gia Có hạt giống của Kinh Đời sau gặp được duyên này Tiếp tục học nữa muốn thành tựu muốn thành tựu thì phải thật sự buông bỏ thật sự buông bỏ được mới có thể thành tựu không biết đời nào kiếp nào rất khó nhưng có người tôi thấy được một người nghe nói còn có hai người nữa nhưng chưa gặp mặt một bộ kinh một câu danh hiệu phật mười mấy năm rồi khẳng định có thành tựu nếu quý vị gặp được người này chắc chắn họ đạt được niệm phật tam mùi biết đâu họ đã khai ngộ pháp lớn thế gian và suốt thế gian người xưa có câu thành ngữ nói rất hay không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền Thật sự có tâm muốn học Thâm nhập một môn Miệt mài kiên nhẫn Dùng thời gian 10 năm Chẳng có chuyện không thành tựu Người hạ hạ căng Cũng trở thành người thượng thượng căng Thời gian 10 năm không gọi là dài Cư sĩ Lưu Tố Dân là tấm gương tố 55 tuổi bắt đầu nghe đến Phật Pháp 65 tuổi đã thành tựu rồi Sự thành tựu của cô ấy Suốt đời này tôi chưa thấy người thứ hai Đạt niệm Phật ta muội Tức là sống chết tự tại Muốn lúc nào chết Thì lúc đó có thể chết Muốn sống thêm vài năm Có thể sống thêm vài năm Sống chết tự tại Sống chế tự tại Đối với bà mà nói không có thiên tai Thế gian này trong ý nghĩa của cô là thanh tịnh trang nghiêm Thật là mọi người là người tốt Mọi việc là việc lành Đạo lý trong này quá sâu sắc